thưởng thức mỹ vị nhân gian. Hè rồi, đi thôi. Phát sóng 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Những tâm hồn phiêu lãng. Chào những du khách ạ. Xin chào. Rong ruổi khắp đất trời. Hòa mình với thiên nhiên. Thưởng thức mỹ vị nhân gian. Ngon. Gặp gỡ. Giờ chỉ còn đôi ta, kia là núi hay là nhà. Wow. Trải nghiệm. Khám phá những vùng đất xinh đẹp của đất nước. Hè rồi, cùng Luân Sáu Múi và Lâm Nam Đô. Em là cậu chủ đẹp trai, còn anh là anh đệ tớ đáng ghét đúng không? Đúng rồi. Và em, cô hướng dẫn viên nàng xinh đẹp. Hè rồi, đi thôi. Điểm đến đầu tiên bà phèn muốn đưa hai anh đẹp trai đến là đâu đây? Hãy chờ xem nhé. Xin chào quý khán giả đến với tỉnh Quảng Nam. Sao mà căng thẳng quá vậy hai đẹp trai ơi? Ủa, đâu đây? Thôi, xe ngon vậy. Thôi, tự lái luôn hả em? Tự lái luôn. Còn lái chưa? Trời coi, nhưng thi một lần đậu liền, không có rớt nhiều lần như anh nha. Trời ơi, một mình một thân gái cho lên đây luôn hả? Dạ, tự lên luôn. Đi bao nhiêu tiếng mà tới đây? Đi 10 tiếng á. 10 tiếng? 10 tiếng. Không có mắc, có mắc cúp nha. Có mắc cúp đúng không? Có đi giữa chặng gì mà em mắc cúp chứ. Hay quá em. Thôi ra đây, thấy không cảnh này đẹp không? Đẹp. Em biết tham gia chương trình gì không? Ăn. Ăn, rồi gì nữa? Chơi. Chơi, rồi có gì nữa? Hết. Chơi đẹp nữa. Nói dài. Có, nói cho không khán giả. Có gì nữa? Có trai đẹp nữa mọi người. Bị mất lịch sự á, bị mất lịch sự á, em bị kỳ á, không ai nói chuyện mà ngồi anh xe mà để anh em ngồi đứng dưới này á. Ủa chị chứ mời xuống. Ủa phải mời đó hả? Dạ, mời mời xuống. Dạ. Cho mình nắm tắt xe đi. Không kệ anh. Trời ơi, tay nhảy. Giờ đeo em. Trời ơi. Trời. Wow. Trời. Chà. Chà. Tại vì mình đi á, mình không có thấy được cái hồ này. Em. Đứng xuống đây mới thấy nha. Em biết người ta gọi là hồ gì không? Đây là hồ trên núi. Đây là hồ trên núi. Tôi ở đây xin giới thiệu với em hồ gì? Hồ Phú. Nói chung là tôi. Hồ Phú Ninh. Nói chung là chắc chắn là em đi lên đây em dùng Google Maps là em phải biết để search đúng không? Dạ đúng đây rồi. Đây rất là nổi tiếng. Mà chưa hết còn biết cái này hay nữa nè. Gì? Là mục đích lên sớm là bình minh chưa lên là có lý do. Sao vậy? Lên xin miếng nước khoáng tắm. Ủa đây nước khoáng hả? Ở đây có nước khoáng tắm đẹp da lắm luôn. Trời đó coi. Trời ơi, đâm tắm xong khỏi make up anh ơi. Thiệt không? Không có thấy lỗ chân lông anh đâu. Té chết lỗ chân lông. Hay vậy? Ủa đỡ vậy? Hè rồi, đi thôi. Xin giới thiệu, đây chính là quần thể sinh thái Hồ Phú Ninh thuộc huyện Núi Thành, được mệnh danh là hòn ngọc xanh của miền Trung. Rừng cây hùng vĩ, hồ nước xanh ngắt và quần thể 32 đảo lớn nhỏ tạo nên cảnh đẹp như một bức tranh sơn thủy, là một điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi ghé thăm tỉnh Quảng Nam. Gió lên rồi căng bườm cho khoái, gấp trèo lên hấp phụ, gấp trèo lên ta nướng khô khoai. Họ ơi, nhậu cho tiêu hết mây chai. Quang ơi quang họ, bò kìa bà nghìn đó. Ô ô là bò sợ quá. Sao vậy? Ở đây tới 40 mét lần đó. 40 mét hả? Lộc có biết em đang đứng ở đâu không? Dạ em đang đứng ở trên núi á. Đứng trên cái ghe. Không hề nha. Dạ.
ở dưới sâu dưới lòng hồ này hồi xưa là một cái thung lũng mà người dân sinh sống dưới đây. À, tin được không? Tin được không? Ủa sao mà, ủa là sao có nước? Phải không? Hiểu không? Đúng rồi, hiểu không? Là. Bạn có tìm hiểu trước rồi. Tại vì á, ở đây là cái thung lũng nhưng mà hồi xưa trước năm 1975 á, dạ, làm ở cái khu vực là Tam Kỳ rồi những huyện lân cận á, là rất là thiếu thốn về nước và mỗi cái mùa nắng nóng á. Dạ. Cho nên là nhà nước mới huy động con người đào cái hồ. Và đây là cái hồ nhân tạo đó em. Tin không? Ghê không? Wow, wow, wow. Anh Luân sáu múi không chỉ đẹp trai mà kiến thức cũng uyên thâm quá. Đây là hồ nhân tạo lớn thứ hai ở Việt Nam, được người dân đào trong suốt 10 năm với mục đích ban đầu là để trữ nước cho người dân bốn xã lân cận. Trước kia, đây là thung lũng có người dân sinh sống, nên hiện tại dưới lòng hồ vẫn còn vết tích nhà cửa. Ủa là sao có người đào, tự tay đào hả? Đào luôn đó. Đào trong bao lâu anh Lâm? Đào, rồi em đoán đi bao nhiêu năm? Nguyên cái hồ này đúng hả? Rồi, nghĩ là đào bán đời đúng không? Thế bây giờ còn đào không chú? Không, không. Hả? Bây giờ có nước rồi. Giờ có nước là đào chi nữa? Lúc cái chị kia mới đẻ em bé ra, vừa đào xong đã 10 tuổi đó. Trời vậy hả? Vậy là anh bé đó là anh hả? Anh Đồng Nai rõ rồi. Nghe cái này mới ghê nè. Là mỗi khi nó cạn á, là mình sẽ thấy những cái nhà hồi xưa ở dưới đáy hồ luôn á em tin không? Em muốn xuống coi di tích không? Không, sao xuống? Ủa chú hồi xưa chú có đào không? Có đào con ơi. Ngoài việc dự trữ nước vào mùa khô, hồ Phú Ninh còn cung cấp sản vật với 72 loại cá, đặc biệt là cá mè. Và món ăn được nhiều người nhắc đến là món cá mè kho tộ, ngon nức tiếng. Chung chung đựng cái chung, cái chung. Trời ơi. Chung kéo với, chung kéo. Trời ơi, đã quá cá kìa. Thả quá trời cá luôn. Chú ơi, mình ở chỗ cá kìa. Ê, gấp cái lưới vô, đúng rồi, gấp lưới vô. Ê, trời ơi, cái này lấy con cá bự lắm luôn á. Đây. Ủa, cái con lươn đi không nè. Trời ơi, ôi con cá nó bự quá kìa. Cái gì anh? Cá gì chú? Cá mè. Cá mè đen hả? Cá mè một lứa. Miếng lại miếng. Bé này. Trời ơi. Bự quá. Trời ơi. Ê, cá thiên nhiên không á? Quý vị ơi, cá thiên nhiên. Trời ơi. Bự lắm. Trời ơi, bá bự quá. Ý. Một loại trắng loại đen hả chú? Ủa sao thả vậy anh? Thả chú. Ôi chú ơi. Ủa anh ơi sao thả anh? Nó còn nhỏ, nó còn nhỏ. Thả chú nó lấy. Trời ơi. Vậy mắc cái rồi. Mình thả chú. Cá rô. Có thả không chú? Ơi. Nó đã tự nhiên được. Bơi đi. Wow. Cá thả không chú? Ủa này tự nhiên hết rồi anh. Với chú cá mè này, dạ, buổi tối nay ba vị khách chắc chắn không lo đói rồi. Ôi, mẹ ơi. Ôi, trời ơi, hỏng bự bằng anh ơi. Mẹ nó giúp mẹ anh. Ôi, mẹ em vậy. Ủa, chơi gì kỳ vậy Lưng? Lưng ơi, dạ. Bây giờ cái nguyên liệu này Lưng định làm món ăn gì đây Lưng? Cá mè hả? Dạ. Cá mè em tính là làm cái... Cá mè một lứa rồi tán một tay liền luôn á. Cá mè làm cái gỏi cá mè. Gỏi cá mè hả? Gỏi cá mè. Cá mè. Ủa cá mè sao mình không làm với cái hột mè đi cho nó giống nhau. Là sao? Cái hột mè đó. Không, cái đó là miếng bình thường, cái miếng đâu Lộc, cứu anh Lộc. Cứu anh Lộc. Nhảy xuống. Cứu anh đi. Rồi, đi thôi. Đây. Ôi trời ơi. Ủa chú ơi, mình có cái máy ở dưới làm gì chú ơi? Ủa chú thấy anh, chú thấy đi chưa chú? Chứ vậy là khi nào nó mới đi chú? Trời. Ủa chú ơi, mình là thường là chú chèo tay vậy không á hả? Thì máy, ủa sao chú không chèo máy cho con đi chú? Máy chú. Thôi trời ơi. Trời ơi, mất liền còn xa lắm chú. Vậy thôi chú kêu còn gần mà. Đi thuyền ngắm cảnh dưới nước xong rồi thì hãy cùng phèn ngắm cảnh từ trên cao nào. Đi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò zip line. Luân chơi bao nhiêu lần rồi? Rất là nhiều lần. Rất là rồi. Nhiều lần. Đồng Nai, Nha Trang là mình đúng đi rồi. Chơi hết rồi đúng không? Đúng. Chỉ có những ai quê mùa như là Lê Lộc mới không được chơi thôi. Em chơi chưa? Chưa bao giờ chơi luôn á. Trò chơi này cảnh rất mạnh lắm. Vậy hả? Thích lắm. Đã đây lắm là hả? Bây giờ là Lê Lộc sẽ được trải nghiệm zip line tại khu du lịch sinh thái Phú Ninh. Hiện tại zip line của đường dây của mình là dài 750 m và điều quan trọng là em sẽ
ngắm được cảnh toàn cảnh hồ Phú Ninh. Mình dừng lại mình ngắm anh. Thì khi mà nó rơi xuống thì đi qua bên hồ nó sẽ cái tốc độ nó sẽ chậm lại. Dạ không, em có nhận cái này chỉ một lần thôi cho nên em phải bình tĩnh và em trải nghiệm, dù đừng vô mà sợ quá la. Cuối cùng không được gì hết nha. Dạ. Phải ngắm cảnh đừng la bớt la. Dạ. Không có được trước là anh hả? Không anh la không đó. Rồi, có cuộc ngắm cảnh gì được đâu. Rồi có xin chương trình phải đi lại lần nữa mất thời gian anh em nha. Em có bị bệnh lý gì không? À, không. Gì hả? Dạ, cao huyết áp, hở van tim. Không có. Tàn thận. Sao gì bệnh nặng vậy? Ý là những cái trên sợ. Không có. Kiểm tra sức khỏe. Không có. Sáng có liên quan những cái gì đó. sáng chưa có xịt răng phải không? lấy cộng hành anh. À, cái này thiệt luôn á. Nói tiếp đi, lát sửa lại sửa này. Ghê vậy? Nghe coi. Nghe cười. Đó. Rồi được rồi. Tiếp à? Tiếp gì? Rồi, lên chơi rồi. Thôi mời các bạn đi thôi. Hè rồi đi thôi. Đầu tiên trước khi lên chúng ta sẽ được gọi là thử tiền đình nha. Đi hồi chóng mặt luôn á. Trời ơi chuyện nhỏ. Ba đồ quỷ này. Bắt đầu chóng mặt rồi đó. Anh đi nha. Đi anh. Đã đến Hồ Phú Ninh thì chắc chắn không thể bỏ qua đường trượt zip line dài nhất Việt Nam. Với độ dài 750m nối từ đồi đá đen đến đảo 61, vừa được trải nghiệm cảm giác mạo hiểm, vừa có thể ngắm toàn cảnh Hồ Phú Ninh từ trên cao với thảm nước xanh ngắt. Thật quá đã! Máy đừng có sợ. Wow. Lỗ mèo đâu, lỗ mèo. Không phải trong rạp xiếc trung ương nha. Lộc ơi, rung không em? Dạ không ạ. Rồi, cố lên nha. Anh có gắn cái máy rung như đây không vậy? Chưa. Gì? Có gắn cái máy rung à. Có cái máy nào mà rung? Không, em rung. Xong rồi, chắc mấy anh chị cũng đói lắm rồi đúng không? Bây giờ, Phèn mời các anh chị đến một hòn đảo đặc biệt trong số các quần thể đảo tại Hồ Phú Ninh để chuẩn bị bữa ăn. Lộc ơi, dạ. Lần đầu tiên, gọi gì nhận? Nắng à? Dạ, cảm ơn anh ạ. À. Lần đầu tiên em chơi thì em thấy sao? Hơi khang tiếng ạ. À. Tại sao khang tiếng? Là quá. Mình mới cảm giác là sao nè? Dạ, đã lắm. Nhưng chú ý là trên đảo sẽ có các bạn chủ nhà khó tính. Hả? À, các bạn chủ nhà hay là con chó? Tòa này mới thấy con chó đâu đây nè. Đây kìa. Kìa. Em Phèn cũng đã chuẩn bị sẵn quà tặng chủ nhà cho các anh chị ở trên thuyền kayak rồi. Kayak. Mọi người chiến hả? Đúng rồi. Ủa đi chung đi anh ơi. Không được em tự chèo. Ê nó nghe là xuống dưới nắng quá. Trả cái nón nha. Đi. Ủa anh ơi. Anh đi mấy trước. Mấy đàn anh. Dạ. Mời các anh chị lên thuyền và di chuyển ra đảo với Phèn nào. Với quần thể 32 hòn đảo lớn nhỏ, du khách có thể di chuyển qua các cụm đảo bằng thuyền kayak. Đây cũng là một trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến với quần thể sinh thái Hồ Phú Ninh. Giờ mình đi đâu lưng? Thẳng tiến anh ơi, anh thấy cái hòn đảo phía kia không? Đấy. Qua đó đó. Đang anh chờ với. Đúng rồi em, đúng rồi, hai bên. Qua hướng kia, chạy thẳng thôi. Chạy đi. Thôi chạy đi anh. Đi chưa? Đi. Vậy đi hướng đó phải không? Đi hướng đó.
Thôi bây giờ để anh biết em còn lòng lâu cho anh gọi anh chèo hiểu không? Rồi. Còn chưa? Rồi đi. Mang cái mũi nè, banh cái mũi lên, banh gật gật cái gọng lên. Ở trên nữa, từ từ lên. Không được đâu. Được, còn được. Bữa lên, bữa mạnh lên. Rồi nhét vô. Xoay. Anh chèo chân nặng. Rồi, ok. Rồi chèo đi anh, chèo đi. Chèo đi. Chèo đi! Chèo lên ơi! Tiếp lên ơi! Mạnh lên! Cố lên ơi! Mệt rồi. Hai đứa em muốn dậy quá. Dậy quá. Ơi xa lắm á, tự chèo đi. Thôi giờ tự chèo nha. Đây em nắm luôn anh Trâm. Chị ra. Hỗ trợ đồng đội. Xa tôi ra. Ê té nha. Nhưng lại rất thân thiện. Chào mừng du khách đến với đảo Khỉ, một trong những hòn đảo nổi bật nhất và được tham quan nhiều nhất khi đến Hồ Phú Ninh. Lâm, bây giờ tôi biết tại sao chúng ta mới lên đây. Đúng rồi, nãy giờ anh tưởng cái vấn đề gì đó mà tôi không dám nói tới luôn. Em đã nói là quà em chuẩn bị cho chủ nhà mà, chứ có phải đồ ăn của mấy anh chị đâu. Chuối quá nó hết còn nữa nãy à. Xuống dụ bạn em đi. Chết rồi, tụi nó đang chặn đường lên, sao giờ? Tụi nó đang phong tỏa rồi. Biết rồi, từ từ đi, vợ vô nè. Từ từ đi, vợ đang lấy đồ ăn. Nè, vợ nè. Về đi. Từ từ. Em về đâu. Mấy anh chị muốn ăn ngon thì phải đi tìm nguyên liệu để chế biến nha. Nhưng mà nguyên liệu thèn tôi giấu kỹ lắm, không kiếm thấy được đâu. Đi rừng quá ta. Còn em đi á. Có chưa? Có. Cái dĩa cây đánh ngoài nha. Ôi giá. Bây giờ anh trời ơi là trời á. Ê, dĩa nè. Phải không? Kiếm thấy rồi thì ráng nấu cho ngon nha. Anh Luân sáu muối. Đúng rồi, đây mà Thủy còn vô không ăn đúng không? Nó đi ăn tiệc hết rồi. Ừ. Dạ đủ chưa ta? Đủ chưa? Như vậy chắc đủ rồi đó. Thôi mình về đi. Thôi, bây giờ mình về. Tưởng cái thử thách khó khăn lắm, nhưng mà cũng không khó khăn lắm. Đúng rồi. Đi thôi. Luân ơi, nhanh lên Luân ơi. Lẹ đi, khỉ nó dí kìa. Lẹ đi. Có con khỉ đầu chó nó dí mình. Trời ơi, khỉ đầu chó. Trời ơi. Giữa khung cảnh hoang sơ thơ mộng của bãi ông, ngày hôm nay, Phèn sẽ chiêu đãi cho ba vị khách những món đặc sản tươi, xanh, sạch do chính người dân khai thác ở khu vực hồ. Lộc ơi, dạ? Sau khi mà đi thăm chồng em thì cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Cảm xúc của em bây giờ lại hơi đói. Đói bụng chưa? Đói cho ăn chưa? Đây là những món đặc sản. Lương, dạ. Giới thiệu về món này đi ạ. Tất cả ở đây đều là những cái đặc sản Phú Ninh nha. Dạ. Cái này là cái gì? Đoán thử coi. Này, cái này được nha. Chấm tương ớt, chấm tương ớt. Quýnh đúng rồi, tương ớt ở đây phải chấm tương ớt. Rồi, nặng tương ớt vô. Bé lấy tương ớt giùm anh. Quá, ok, cho anh luôn. Anh luôn, dạ. anh luôn. Em lấy cho anh luôn nha. Đúng rồi. Rồi em chấm đi. Em thử trước nha. Đúng rồi.
À, không, mình cắn nhẹ thôi, đúng rồi, đắng cắn nhẹ thôi, đừng hạ bự. Đúng rồi, anh gái. Ngon không? Giòn không? Giòn được không? Dính có miếng bột không mà. Giòn rụm luôn phải không? Giòn rụm không? Ở trong là có thịt trong đó, với lại cà đúng không? Cà tím. Có cà tím. Cà tím. Ngon. 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 Ngon nha. Hồi sáng nãy em nhớ lúc mà em bê một con cá, mình bế một con cá lên. Bự thiệt là bự. Cá mè. Cá mà. Thì đó, hỏi bây giờ bả đâu đi? Bả đâu? Bả kia. Bả này. Bả nằm trong nồi 15 tiếng rồi đó. Không, để nói giỡn thôi. Không phải. Bà này bà khác, dòng họ của bà luôn. Đúng rồi. Được. Đây là đặc sản cá kho làng Tam Đại. Dạ. Những anh, những cô, những chú phải kho đúng 15 tiếng đồng hồ. Ủa vậy hả? Một người một ngày ngủ đúng không? Nhiều có mấy tiếng đâu. Người này ngủ, người kia thay, ta nói cả dòng họ để nấu được cái này đó. Cha vậy đó, chắc thấy ghê không? Mặn lắm. Tao không có mặn đâu, nó thiệt hết ngon lắm. Ăn được xương nha. Ủa vậy hả? Ừ, cho anh một cục nhiều hành nha, có ớt nữa. Anh Luân sáu múi, không những đẹp trai mà còn đảm đang gà lăng quá trời. Có ở nhà hay nó ăn không? Hình như em nghe mùi dầu mè. Ở nhà nó ăn không? Dạ cũng thường thiên, lâu lâu thỉnh thoảng. Nó ăn, ăn cái dầu mè đúng không? Trong này á hả? Đặc biệt á là có cả mùi riềng. Vì riềng á nó sẽ làm át cái mùi tanh nữa, hiểu không? Quá ngon đúng không? Nhưng mà hồi sáng con cá em cầm lên nha, rất là tanh luôn. Rất là tanh, đúng tanh rồi. Lắm. Mà sao bây giờ nó không có còn mùi nữa? À em chưa biết chương trình mình là buổi chiều tự nấu đâu. Chiều tự nấu. Bây giờ em trải nghiệm, em gọi là em tận hưởng phút giây đi. Chiều nay là chiều thấy ghê lắm. Nấu ăn ngon á thì ăn, còn nấu ăn dở cũng ăn luôn. Hả? Mình nấu mình tự nấu. Ê đúng là kho đúng 15 tiếng ngon hơn ha. Ngon quá. Thấm anh ha. Bây giờ thấy con cá này chất lượng ghê. Thôi bây giờ mình ăn cái cá này đi. Anh nghe nói cá này á nó đặc biệt là chỉ đánh mắt vào buổi tối thôi. Nó tên là con cá sầu. Cá sầu. Cá sầu mà. Buổi tối nó mới ra. Buổi tối buổi sáng nó bị sầu á. Em nói chuyện buồn, buổi tối nó ra. Nghe là cá sầu. Nó kêu sao? Sầu sầu sầu. Đúng rồi, kêu sầu 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 sầu. Ui dễ vậy luôn hả? Ừ. Bây giờ ăn thử con cá sầu đi ha. Cá sầu. Em đang vui em người đúng không? Nè, để ăn thử con cá. Nè, em diễn anh đang vui không? Đang vui quá, vui quá, vui quá. Ăn cá nào. Không, ăn vô nó sầu. Vậy hả? Đem thử nha. À, lúc mình làm lại coi. Cái gì? Sao? Nè, đang vui quá, vui quá, vui quá. Đúng cá miệng à. Không, cá này ăn vô nó vậy á. À vậy hả? Đó, đúc em thử coi. Vui không? Chưa, từ từ, chưa ăn mà. Chết, ăn lộn cá rồi. Cá này cá vui. Bạn cá sầu. Có hùng điên quá. Ăn này ăn đi hùng điên quá. Thôi cho nhận xét cá sầu ăn sao. Ừ, ngon quá. Vị ngọt. Giòn. Gỏi này là gỏi cá mè luôn nha. Thử ăn, thử. Đúng ta. Để anh cuốn cá lọc cái ha. Dạ. Tình thương mến thương ha. Ngon quá đúng không? Dạ. Em nhiều cá, ít xoài. Rồi, ok, có cá ít xoài. Không, đâu thơm. Một ổ múc ghê quá. Ủa, cục chả đâu? Không có chả, chả anh Niêm. Chả cái này cuốn cái này. À, mình chấm với nước sốt này phải không? Đúng rồi, cái đó là mắm nêm. Mắm nêm hả? Đúng rồi. Rồi. Mắm đậu cũng mắm nêm. Mắm đậu nêm. Sao? Sao? Cho nuốt đi từ từ đi. Đây đặc biệt nha, rau này là có đầy đủ ở các đảo luôn. Chỉ cần ra ngoài thôi. Nói chung ở đây không cần phải đi ra ngoài đảo luôn, sống trên đảo luôn. Gì anh hoài vậy? Em mới ăn có một lần anh cứ ăn hoài. À. Giờ em đã hiểu cái câu mà cá mè một lứa rồi đó. Tại sao vậy? Ai có một lứa của nó là làm được tất cả các món hả? Không phải. Chứ làm sao? Hồi sáng nay á, cái chú giúp mình lứa cá, đúng chú rồi. Nói là con cá này sẽ không có đẻ. À đúng còn rồi, đúng là rồi. Một lần người ta thả một lứa cá xuống là nó như nhau hết. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Giờ mới hiểu câu này đúng không? Tự do, do. Phải không ta? Chắc chắn là tại vì người ta tự gọi là tự nuôi hả? Tự phối và tự đẻ đó. Nhân giống. Ừ. Nhân giống á. Mà bà cá là bà vô dụng quá ha. Ừ. Lòi nào cũng đẻ được trơn trọi. Cái bà là bà không đẻ được. Nhưng mà bà phải nhờ người ta. Ừ. Mà được cái bà ngon. Lộc ơi. Dạ. Thường thường cái nghề của mình á. Dạ. Là khi mình làm quá thì nó sẽ mỏi gì. Mỏi tay. Mỏi. Cái cầm micro. Ủa là em giờ còn cầm micro hả? Dạ. Ủa em diễn ở tỉnh hả? Em diễn ở phường khóm xã hay sao? Nhiều khi mình phải cầm micro rồi cầm đảo cụ luôn đi. Bình thường á mình diễn á. Mỏi gì anh? Mỏi lưng. Em mỏi gì? Mỏi lưng đứng. Em làm gì mà lưng mỏi? Hoạt động nhiều á, chứ không phải diễn mà đâu phải nằm đâu anh.
không có, ý là cái nghề của mình là đặc trưng là cái miệng, hiểu không? Cái miệng phải hoạt động liên tục. Nó có nhiều da em đâu có nói. Dạ em nói dây câm hay sao? Chúng thôi. Quần chúng à. Nhỏ này vẫn không vô được á. Không dẫn vô cho miệng được. Có một món quà dành cho một bộ phận của em. Em thích bây giờ bộ phận mà em được xả stress nhất. Bây giờ hiện tại cái bộ phận là mệt nhất trên người. Miệng đi. Miệng hả? Được rồi, ở đây có những cái đàn cá. Đàn cá hả họng hay không? Bự nhớ không? Nhớ lại không? Nó sẽ táp hết miệng của em, nó giật ra, thấy không? Không có, ý em là ăn xong phải rửa miệng nè nè, đang muốn làm cái bộ phận này. À, ngoài cái miệng em muốn làm cái gì nữa? Gọi đâu á? Gọi ok đâu? Nha, ok luôn đi anh, ok nha. Dạ. Tại vì sắp tới đây á, tụi anh sẽ có một cái chỗ gọi là ngâm chân suối nước nóng. Cái nước khoáng nóng. Sẵn mà nước dơ cái em gọi đầu em luôn. Em gọi đầu được luôn. Em ngâm cái miệng vô cũng được luôn. Em thọt cái đầu em vô. Còn nếu em thích thì có cái nước đó, em tự xúc miệng mình luôn. À, hiểu không? À... với những người như em thì em thọc cái đầu đúng luôn. Không, nước khoáng tốt lắm á. Đi đi đi. Đi đi. Đi. Ờ ăn miếng nữa đi. Đi đi. Dạ. Đi. Ăn uống no say. Giờ Phèn sẽ dẫn các vị khách của chúng ta đến với tiết mục thư giãn có 102 mà chỉ ở Phú Ninh mới có. Đi thôi nào. Lê Lộc mặc tới hai cái áo phao nha mọi người. Yeah, mát quá. Ê, cái chùa kìa phải không? Bay nhìn bay nón nha, bay là bay luôn á. Mất thôi. Người có tiền nói chuyện khác ha. Mất thôi. Đã đến với Hồ Phú Ninh thì không thể bỏ qua trải nghiệm massage chân khoáng nóng giữa lòng hồ. Ủa, đã vậy ngâm chân. Tuyệt vời. Nước khoáng Phú Ninh sức khỏe cho bạn. Xin mời ạ. Xin mời khách ạ. Vô ạ. Không có là kệ. Huy. Dạ. Huy. Hậu dạ. Xin nhường lại địa bàn cho vị tiền bối có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Dạ, xin chào hết các mấy bạn ạ. Dạ, anh tên gì vậy ạ? Dạ, mình tên Nam ạ. Dạ. Anh Nam, Nam ơi cho em hỏi là người ở đây là nóng bao nhiêu độ anh? Công trình 34 mét là cái độ sâu từ lòng đáy đưa lên tới mặt nước là đầu tiên 3 giây đầu sẽ là 60. Cái giây mấy sau là 75 độ. Là độ nóng mà. Độ nóng, nhà nóng lắm á. 60 đến 75 độ đó, nói chung là vậy. Mùa hè là công trình hay chỉ còn lại 20 mét là lượng khoáng đã tăng lên 85 đến 90 độ. Nước này luộc gà chín không anh? Mùa này là nếu chỉ mình nhổ lông gà chứ còn mình trộn các đồ tươi sống là chưa đủ cái lượng. À chưa đủ chín. Và sau khi mình ngâm cái này là sẽ chữa được bệnh khớp. Cho em hỏi thêm cái nữa là bây giờ em ngâm tay có được không? Tại vì thật sự là em đang bị đau tay luôn á, em muốn ngâm tay chặt tay chân ngâm tay tốt lắm, ngâm tay cũng rất là tốt, rửa mặt cũng là tốt. Nãy giờ em bơi đen quá giờ ngâm nó tăng. Có thể mình rửa mình ngồi da của mình xin giới thiệu cho anh chị được biết về mẫu khoáng nóng ở giữa lòng hồ. Hiện nay mình có đường khoáng đưa vào bờ có mật khoáng của mình 200 mét. Đó là hệ thống lọc khoáng và lọc thiên nhiên. Lọc khoáng đưa về dịch vụ tắm khoáng, ngâm khoáng tại khu nghỉ dưỡng của mình là 4,5 số. Hiện nay mình có 3 loại khoáng: ngâm khoáng thông thường, ngâm khoáng độc dược các loại hoa, ngâm khoáng bằng. Hiện nay mình đang chế ra 3 loại nước khoáng Phú Ninh: nước khoáng thông thường 20 lít, nước khoáng có ga, không ga 500, 300 và 1 lít rưỡi anh chị. Xin giá luôn ạ. Mua đem về được ha, ví dụ anh. Tiếp không anh ơi. Nước khoáng này nóng rồi mua về đem tới dưới nó nguội sao đó. Dạ không, nước khoáng làm chế biến lên nước khoáng Phú Ninh qua hệ thống di truyền. Và bây giờ Nam cũng có đôi lời chia sẻ và giới thiệu cho tất cả anh chị được biết về cái tiểu sử và tổng quy trình của Phú Ninh ạ. Dạ. Tổng quy trình của Phú Ninh là tính tổng diện tích mặt núi là 24.000 hecta. Tổng quy trình mặt nước là 3.400. Và ngày xưa đó là những ngọn núi ạ, dưới đây là thung lũng ạ. Bây giờ nó bị cô lập theo dòng nước ạ. Gọi là đảo tự nhiên, còn đặt là 32 hòn đảo. Ngày xưa là 32 ngọn núi, giờ là 32 ngọn đảo, còn gọi là cái tên là rừng phòng hộ. Cho em thắc mắc một cái đảo gì mà nó có 3 cái cây kìa. À, cái đảo ba cây là hiện nay là nó là đảo ba cây luôn. À, ngày xưa là kể cho các bạn biết là ngày xưa là cứ một mùa hè đến á, bạn sinh viên nó về đây cắm trại tại cái gì đó. Sau khi đến cắm trại xong cả ngày lẫn đêm, ba cặp á, thành vợ thành chồng là tìm tại cái đảo ba cây cắm trại, mà mình cũng đam mê là cứ kỷ niệm một năm hàng năm là đến cuối tháng 4 là nó sẽ về cắm trại tại đó và kỷ niệm cái đó là gọi là ba người đều để được đến hạnh phúc, gọi là đảo ba cây. Mà đến giờ vẫn hạnh phúc anh? Dạ, bây giờ vẫn còn nhiều hạnh phúc mà là kỷ niệm ở chỗ đảo đó. Từ khi cắm trại chỗ đó là tìm hiểu với nhau để đánh với nhau. Gọi là đảo ba cây. Đây chính là đảo ba cây trong truyền thuyết. Nghe đồn, ai cô đơn mà đến đây cắm trại sẽ kiếm được người yêu. Phèn cũng muốn được như vậy. Và Nam cũng rất vui được gặp tất cả mấy bạn về với khu sinh thái. Nam trên Nam Mặt gửi lên tất cả các bạn một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Dạ hay quá anh ơi. Dạ, anh làm được nghề này bao nhiêu lâu rồi? Dạ 9 năm ạ. Hèn chi không dắt một chữ, khách nào cũng vô dò chân vậy đó hả cưng? Dạ đúng rồi. đã lắm luôn á. Đất nhà đất nhiều nha. Gái sổ vừa vậy cưng. Mà
Anh nhìn em giống giống ai á ta? Giống không? Anh có thấy em giống ai á? Đi Minh Thu. Không có. Không, đi Minh Thu đâu có mỏ vậy. Trời ơi. À. Không là, là lấy khớp á. Ủa đàn ông sao chân có lông vậy? Trời đã quá. Hồi, có nghề sao á? Có. Đã đến giờ trổ tài nấu nướng. Với nguyên liệu chính là chú cá mè bắt được, thì anh Luân Sáu Muối sẽ làm món ăn gì chiêu đãi cả nhà đây? Sẽ. Như vậy chúng ta đã có mặt ở đảo gọi là đảo gì à? Đảo Ba Cây. Vậy đố anh tại sao gọi là đảo Ba Cây? Nhưng mà điều đặc biệt đây là cái cây thứ 4 mọc lên là chặt nha. Ủa vậy hả? Ừ, ở đây khắc nghiệt lắm. Sao kỳ vậy? Ba người thôi. Ví dụ ở đây là ba MC thôi, đứa bốn vô là đuổi nó liền, đuổi nó liền. Không được, ở đây là quan điểm số 3. Rồi, thôi, gì? Con cá mè sáng nay chúng ta bắt được. Bây giờ chúng ta đã lọc thành một miếng thịt như này. Vậy thì chúng ta sẽ làm, đúng ra là làm ba món mà tại giờ em ghét em làm hai món được không? Hai món thôi. Em làm gì em làm. Thì bây giờ em thấy là em có thể lọc miếng phi lê. Sao cả lắm quá vậy? Lọc miếng phi lê này ra và em nướng. Nướng đúng không? Dạ. Giờ bây giờ mình sẽ nướng cá mè. Rồi thôi bây giờ làm đi ha. Ok. Rồi em còn cắt đi. Ok. Còn món bây giờ em cắt đi anh sao? Còn em làm gì không? Có, bây giờ mình phải chia nhau làm chứ. Dạ. Còn món thứ hai thì lát hồi Lê Lộc suy nghĩ nha. Ủa? Để có làm thức ăn với em. Ok anh. Rồi, hôm nay á em sẽ cho anh thấy một cái cách nướng giấy bạc hoàn toàn mới. Vì nó không dùng giấy bạc. Gì? Khoan đã. Nhưng mà cái cá này á là hồi sáng là ý còn tanh á sao? Nó tanh quá, nó quá tanh. Bây giờ sao để hết tanh, để có bí quyết gì không? Có rất nhiều bí quyết. Chúng ta có thể dùng bí quyết dân gian xưa giờ hay khử mùi tanh là rượu. Đúng rồi. Nít mới đẻ là phải tắm rượu không? Đúng rồi. Đúng rồi. Hoặc là có thể dùng chanh. Nhưng mà chanh thì nó sẽ tái đi chút. Đúng. Nhưng mà mình còn nướng cho nên là mình sẽ dùng rượu, phải không? Rượu. Đây đây có rượu luôn. Làm miếng thử xem đủ đúng không? Uống đi em. Uống đi em. Uống đi. Nhỏ này kêu gì cũng làm. Nhỏ này làm vợ làm gì cũng làm hết á. Giờ kêu uống rượu cũng làm. Trời nhỏ này không có chính kiến hiểu không? Kệ nó, đời mà trải nghiệm. Thử xem còn mùi tanh không? Không còn. Hay không? Không còn. Không. Hay quá. Rồi bây giờ em cắt ra một miếng, mình sẽ cắt miếng phi lê ngon nhất để mình nướng. Nướng ha. Vậy còn... ủa vậy còn lại bỏ hả anh hay không sao? Còn lại là em suy nghĩ làm món đúng cả. Rồi là món thứ hai là mình cắt ra ba miếng đúng không? Em chỉ lấy miếng giữa thôi. Mình nghe sực sực kia đã không? Rồi, con cá, miếng cá nó tươi mà sực sực luôn á. Sực. Wow. Cá còn tươi quá ha. Tươi lắm à. Cá này đây, miếng này siêu ngon, nướng miếng này. Đó. Lộc ơi. Dạ. Em có thể giúp anh cắt cà chua bi ra thành từng khúc gì đâu mà giữ cái tròn tròn nha. À, cắt tròn tròn, cắt khoanh khoanh nó được không? À, dạ được, dạ được, dạ được. Tròn tròn gừng nữa nè, thấy không? Ăn cay không? Ăn cay, đê cay nhiều. Ớt luôn nha. Anh cắt chanh giùm em đi. Đây. Đây. Cắt chanh giùm em thành khoanh tròn. Em làm đi, em nhìn gì vậy? Em chuẩn bị làm nè, giờ em làm cái khác. Là giấy này giấy nến nè em. Giấy nến nha. Tại sao cái này giấy nến vậy? Hả? Bởi vì tên nó vậy đó anh. Anh bớt hỏi cho em. Đó, giấy mình sẽ cắt ra những nhật gì đó. Vậy đúng không mà anh? Đúng rồi, chuẩn luôn. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cà chua sách hơi mỏng nha. Hơi mỏng quá đó. Bớt mỏng là xíu dày lên xíu em. Dày xíu hả? Nó ướt. Ừ. Cái món này ăn đó là chúng ta sẽ giữ được nguyên cái vị ngọt của nó luôn nha. Tại sao giữ được vị ngọt vậy? Tại vì khi mình gói cái giấy này á, tất cả cái chua xì ở trong con cá. Chua xì là gì? Là gia vị á. Ủa em người nước ngoài hả? Dạ không á. Gia vị đó là seasoning nha em. Và những cái nguyên liệu này nè, nó sẽ
quyện vô trong cái giấy này hiểu không? Nó không ra được. Nó không ra được. Nhưng mà tại sao mình phải mai lại hay sao mà không ra được? Thắt nó lại. Mình thắt nó lại. Ừ. Nhớ lại. Nhớ lại hả? Ghê thiệt. Đây là ai dạy em vậy? Dạ cái này em hồi xưa em có được ăn trong vài nhà hàng á. Ừ. Em vô. Ủa là em ăn là em vô nhà bếp không, người ta luôn hả? Không, em ăn xong cái em đi vệ sinh. À cái em biết. Ông bếp trưởng, ông đi vệ sinh. À cái em hỏi không? Em kêu món ngon quá, ông kêu thích không? Có nghĩa là tinh thần học hỏi mình phải mọi lúc mọi nơi. Ừ. Chỗ nào phải ham học anh hiểu không? Ừ. Ủa gừng mình cắt cúc vậy luôn hả, dày quá không? Mỏng quá, mà dày quá, gừng thì dày quá. Công nhận bé này làm bếp giỏi quá ha. Đúng rồi, cà thì lại cắt mỏng. Anh kêu là cắt dày. À vừa lắm mình phải đặt tên, nó chưa có tên đúng không? Khi mà mình bỏ rau lên thì cái miếng cá nó sẽ không bị. Đó, biết không? Thổi ổ vô. Này mà đắp miếng miếng lên chứ. Công nhận nhìn giống cái phi thuyền không? Đúng rồi. Thổi bay lên không? Ghê thiệt á. Gừng không? Gừng biết làm gì không? Gừng cho cay. Gừng cho nó có mùi gừng á. Gừng. Gừng này có ý nghĩa gì? Câu thơ gì? Gừng cay muối mặn đồ đó. Đúng rồi, xin đừng gì? Xin đừng nhớ quên nha. Nhau. Nhỏ này nó hay bịa rồi những cái câu xàm ngôn ghê. Em có thể cắt chanh một chút olive mà cắt dạ, làm đôi được nha. À, olive là gì? Đây ạ, à, olive. À. Ớt đâu? Ớt. Olive nhiều đi, ăn olive nhiều tốt. Dễ môi á. Dạ. Rồi nha, cái bơ nè, mình dạ, đặt lên đây luôn. Dạ. Đó. Oh. Sơ làm steak cũng cho kiểu nóng chảy thơm. Đúng rồi. Thấm vô không? Nè nước mắm nữa nè. Thêm nước mắm đi ha. Nước mắm anh làm đi ha. Đây. Đó. Rồi. Anh đậm vị thôi. Rồi bây giờ tới muối tiêu. Muối tiêu chanh rất đẹp. Dạ. Đi. Gió bay em ơi. Gió bay em ơi. Rắc cho nó đều cho nó. Không phải rễ mà em ơi. Nó dàn chảy rồi. Và cái cuối cùng là cá chấp. Cái gì hả? Cà chua xay. Cà chua xay. À. Cá chấp thì mình sẽ úp cái nghệ nữa đây không? Dạ. Không. Quét nè. Đừng nhiều quá. Đó. Rồi, và cuối cùng là dầu. Dầu. Ô liu. Dạ. Trái ô liu. Ồ, lại có trái ô liu rồi, dầu ô liu. Trái ô liu khác, dầu ô liu khác. Tại dầu ô liu nó sức khỏe. Dạ. Tim mạch được đó. Dầu tốt của tóc luôn nè. Đúng rồi. Đổ đầu em đi. Em lấy em tắm không á? Dạ. Dạ, pha với muối là tắm. Rồi, ok. Công đoạn cuối cùng là công đoạn thể hiện sự khéo tay. Đúng rồi. Em làm đi. Dạ, được được ạ. Gấp qua đây. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó. Giống xíu bye bye đúng không? Rồi. Đúng rồi. Xếp vậy nè. Xếp vậy nè. Giống cái bánh tay vạt á. Xong rồi, xếp vậy nữa đúng không? Ờ. Được làm mảnh không? Đó không? Đó, cứ vậy thôi. Dạ. Xếp coi. Đúng rồi. Dạ. Mình phải xay gì nè cho ta thấy. Đúng rồi, hay quá. Hay quá. Xay cái nữa nè. Thôi thôi, xay rớt chứ thằng ơi. Rớt một cái ha. Chị Minh Bảo ha. Dạ. Đẹp ha. Dạ. Đây, thành phẩm rồi đó em. Em biết không, tại dạ, vì đây là một cái món mà mình đúng tính chất mình đi phượt luôn. Dạ. Mình có thể làm mọi chỗ, mọi lúc, mọi nơi mà nó rất là dễ công thức. Dạ, đúng rồi, vậy đúng rồi. Trời. Nướng lên rồi à, đơn giản quá ông chào tay ạ. Đơn giản không làm nướng thôi mình đi phượt không quá thấy không rồi. Trong khi bây giờ mình nướng, bây giờ mình sẽ chuẩn bị những nguyên liệu để làm món tiếp theo. Bây giờ em suy nghĩ trong đầu đi, mình sẽ làm món ăn gì tiếp theo nè. Em nghĩ ở đây có chanh, có cà chua bi, có gừng. Ê, nói cho ta nể nha. Dạ dạ dạ, đúng tinh thần đi phượt nãy anh nói á. Ừ. Thì mình tái chanh. Thì mình tái chanh. Thì mình tái chanh. Tái chanh được không? Được, nhà em ăn hoài. Tái chanh có nghĩa là bỏ chanh vô thôi hả? Trỏ chanh vô, chấm miếng nước tương ăn. Ăn gì mà đơn điệu vậy em? Thì anh nói phượt thì phải đơn giản rồi, đơn giản nhất. Ngon quá. Nhỏ là miếng quá trời. Ở nhà có bao giờ làm salad không? Em thì em ăn rau trộn salad hoài à. Ngày nào thường là ngày nào cũng có rau, phải có rau luôn á. Món này recommend em nên làm salad đi. Nhưng mà món này thì em cần sự hỗ trợ từ hai anh. Được okay, luôn, chờ anh em mình không mà. Ok, bây giờ nha, em có ba gọi là ba bước để làm. Một bước là làm nước sốt, một bước là cắt các nguyên liệu và một bước là tái cá. Có giờ anh em phân công tụi anh cắt đúng cái gì rồi. Cắt gì đây đúng rồi, thì đó anh sẽ cắt những cái nguyên liệu này giùm em. Rồi yên tâm. Rồi anh cũng cắt nguyên liệu đi ha. Ừ chàng. Ok chị, anh qua đây với em. Đây, để, dạ em làm nước sốt trước đây, nha. Dao của lưng đây. Cắt hạt lựu giùm em nha. Cái này là dầu giấm trộn salad đó. Đây. Là mấy muỗng em? Cái này tùy thôi, mình có thể mình nêm nếm lại được. Nên trước mắt là em sẽ cho 3 muỗng đi ha. Mà tiện lợi của hai giờ cái phá trơn trội rồi. Chế vô xài thôi, trộn ngày xưa vô giấm trộn niêm biết bao giờ mới ngon. Đúng rồi, bây giờ tiếp theo nữa là tương ớt. Ủa anh ơi, làm giùm chứ. Em nói gì đi Luân? Đây đó, tôi có một miếng bơ. Cái gì?
Nãy giờ anh im im là anh đang soạn văn trong đầu anh đó. Tôi biết chắc luôn đó. Sợ lắm. Sợ lắm. Ba nói thành vô duyên. Không làm đi. Tôi có một miếng bơ. Mệt quá. Tôi có một miếng bơ. Nói lại vô duyên lắm. Nói đi em cười, em mắc cười rồi nè. Em mắc cười rồi nè. Nói lẹ đi. Tôi có một miếng bơ. Tôi có một miếng bơ nữa. Ráp lại thành ráp bơ. Cười đi. Cười. Bị dư chữ thấy không? Nghĩ. Tôi có một miếng bơ. Tôi có nửa trái bơ. Thành ráp bơ. Ok vậy. Ráp bơ thôi. Ráp lại là ráp bơ. Rồi mẹ sẽ bơ ta luôn rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Ráp hồi nào. Cái đầu này. Cái này, cái này, cái này ơi, bậy bạ. Không có bỏ được. Ráp thôi em. Không được, cái này nếu mà mình không dùng được để em ăn. Thôi thôi em ơi. Thì ăn bơ sống được mà. Con cá coi nó reo nè. Nó reo sao? Nó reo. Cá chín. Trời ơi. Ghê vậy. Nó lo anh cười hù giùm em nha, cho em đỡ quê nha. Cười cho em điên quá à. Anh em mình theo nhau không lẽ không hỗ trợ em. Nè, thử coi. Giờ em sẽ tái cá nha. Chi vậy? Chà lên cá luôn cho nó bớt cái mùi tanh và nó mau chín hơn á. À, vậy hôm nay mình sẽ sử dụng hai công thức. Ê, hấp dẫn lắm nha, ngon lắm nha. Ủa cá anh có trở lại không? Này là làm cho tái hay lòng? Dạ đúng rồi, tái đây. Sắp chín rồi anh ơi. Ủa cái xương cá này nó mềm ghê á. Hay quá, lòng khéo tay quá ha. Hay quá. Xưa nay chưa có chồng đi em. Mà chưa hết khéo tay, xinh gái, diện giỏi mà bữa nay chưa có chồng. Không, tội nghiệp mấy chị em trên nghệ thuật đó ha. Bà Khải Như rồi đủ thứ, không ai có chồng hết trơn trời. Lớn trơn rồi. Mà có đầy đủ hết ha. Đầy đủ. Mà không có bồ. Mua là mua một lần, mua từng quả đồi. Quả đồi mua ở Bảo Lộc. Mua quả đồi. Bảy cái nhà Hậu Giang. Nước ngoài là cũng mua farm đó. Mua rồi. Nông trại đó. Thấy vô nhà bà chưa một bầy chó. Bây giờ nó có bồ đâu nuôi chó cho khuây khỏa đó em. Ủa nặng chăm thêm giùm em đi chứ. Nói chuyện với chó không à. Ngựa với thú. Thiệt, thấy thương lắm. Cho em thêm miếng chanh nữa đi. Biết đi làm có tiền để dành chi không? Chích ngừa cho chó. Rồi triệt sản cho mèo. Rồi được rồi, đủ rồi đó. Nhiều quá cá nên đánh trộn cho. Dạ rồi. Rồi, bỏ được anh ơi. Dạ. Như rồi. Nắng rồi chiếu halo được ha. Rau nữa. Trời ơi, kêu mấy ông đàn ông này thiệt đó chứ. Trời ơi, muốn ăn một miếng liền vậy. Giờ ăn liền cũng được luôn á thiệt. Miếng chanh em phải thêm vào một ít nước sốt cho nó ngon. Chua chua ngọt ngọt cay cay. Làm sạch sẽ còn đẹp. Sạch sẽ nhìn mà đẹp nữa chứ. Quá trời, thùy mỹ nết na. Giỏi giang nữa, tâm tốt, tâm tịnh lắm. Hiểu gì? Thôi được rồi. Rồi bắt đầu mình vớt cá ra nè. Đây. Hiểu không? Đúng rồi đó, đúng rồi. Rồi bỏ cá vô. Bỏ đi. Mình trộn nó quyện như cái nữa. Cái nước là nước tinh túy nè. Không cần lược hột đâu em. Sắp tắt nắng rồi kìa. Sao nhanh vậy? Lên tắt nắng là phải về hả? Không phải. Đúng tắt rồi. Nắng là mình không thấy đường, mình mắc lèo, mình mắc đồ mình. À vậy hả? Nghe không? Rồi xong. Sao? Rồi. Rồi. Giờ mình trộn nhuyễn nè. Khoan để em bỏ nửa cho đó thôi nha. Rau nhiều quá. Đây em đang chế sốt nè. Ngon quá. Rồi. Trộn nó đi em. Rồi, đây. Rồi. Trộn xong rồi bỏ đâu sao? Ngon quá, hấp dẫn quá. Trời ơi, Lộc ơi. Wow. Em tin anh đi, sau số này là bảo đảm em chết tin nhắn nha. Rồi, cho em rau. Mới luôn. Về làm đầu bếp á. Dạ, rau luôn, ít thôi anh nha. Anh nhờ. Rồi, ok. Bơ luôn bơ à. Bơ sau cùng, bơ bỏ qua đây, bỏ đây hẳn rồi bỏ bơ xong. Rồi. Chưa. Thôi nghĩ ăn cái tô được rồi, cái này nhỏ quá. Rồi, em bỏ qua đây đi. Dạ khúc này là do em làm cho đẹp hay là do em đó nha. Rồi, ok. Được rồi. Hồ đẹp gần mặt trời nó rồi xuống sông kìa.
em nhìn kìa, mặt trời nó dày sọc thấy không? Đâu? Nó chiếu xuống một cái nó thành một cái vệt dưới sông rất là đẹp. Buổi chiều xuống, hoàng hôn trên hồ Phú Ninh tạo ra một cảnh sắc vô cùng lãng mạn. Hãy cùng nhau thưởng thức bữa tối thôi nào. Rồi bây giờ là tới cái phần đặt tên nè. Gì vậy? Sao tăng động quá vậy? À, đây là loại cá mè nướng thảo mộc. Nhưng mà hôm nay á mình làm món của mình. Dạ. Nên mình sẽ đặt tên cho hai món này luôn. Đúng dạ, rồi, okay là không? Mình tự đặt đúng không? Đúng rồi. Này nướng nè. Nướng. Nè cá này, cá mè ngủ nướng. Không vậy mẹ quýnh quá trời. Dài như vậy ngắn lại xíu được không? Gì? Đây là salad Peru. Peru, tại sao là Peru? Nữ là người ta gọi là giới tính nữ. Ờ. Còn nam là người ta gọi là nam. Ừ. Còn Peru. Peru là nó trộn nhiều thứ lại với nhau. À là nam nữ. Salad BD. BD. Nhiều thứ trộn vô. Ra đây là một cái món mà theo biết thì nó là một dạng finger food, là kiểu như là đồ ăn cầm chút xíu xíu á. Dạ. Mỗi mấy cái ly cocktail nhỏ nè. À biết rồi, biết rồi. Ăn lấy vị thôi. Đúng rồi. Nhưng mà bữa nay á mình sẽ ăn gọi là ăn lấy no. Lấy bị đúng không? Thôi tới đó rồi. Được rồi. Ừ. Ê, ở nhà em có hay nấu ăn gì không? Có, em là trời em thích mấy cái trộn này lắm. Vậy hả? Trộn này là em khoái lắm. Ở nhà hỏi mẹ em đi, mẹ em á là thấy em trộn mỗi lần trộn mà trộn thao luôn á. Vậy đó hả? Không tin, hỏi luôn. Thôi hỏi luôn, hỏi nha. Không, thiệt mà mẹ em thấy mẹ em còn la là nói là sao không ăn thịt gà hết trơn, ăn rau không vậy. Bà nhà mẹ thương em không? Không biết. Nhớ hỏi mẹ. Gọi thiệt đó hả? Ờ, gọi liền chứ. Ê ê, anh nói chuyện trước đi, nói chuyện trước đi. Chị alo. Đang làm gì á? Trời ơi nè, coi món ăn của con chị nấu nè. Đây. Mẹ đi. Mẹ ơi. Gì đó? Rau trộn. Trời ơi, rau trộn không mà. Ghê không? Này có chồng được chưa? Chồng có biết nấu cái gì? Trời ơi. Vậy mà nãy Lộc kêu là ở nhà con nấu, anh em nấu hoài à, mẹ em biết anh gọi kiểm chứng đi. Ờ, đó, mẹ em quá trời. Mỗi lần con trộn là con trộn một thao không, đúng không? Đúng rồi. Đó. Mẹ nói chuyện với con rể không? Nói chuyện với mẹ đây nè. Nói chuyện đây. Trời ơi con rể. Thôi, thiên hạ quýnh con đó. Thiên hạ quýnh con đó mẹ ơi. Có gì về mẹ nhắn tin riêng con ạ. À. Nói giỡn chứ bé Lộc rất là dễ thương, mà rất là đảm đang, mà rất là vui tính, hòa nhã lắm. Nói chuyện nhẹ nhàng á, nói chung cái giọng cười cũng đáng yêu lắm kìa. Thôi, được rồi, ăn đây, tạm biệt. Bye. Ôi chào cô, ôi chào cô. Rồi, bắt đầu cho mọi người nha. Đây, chúng ta sẽ thấy cái món mà em cất công làm nãy giờ cho mọi người ăn. Giấy nến. Giấy nến nha. Trời ơi. Nghe không? Dữ dằn không? Rồi, thử đi. Ăn thế nào? Thơm quá nghe cái mùi. Quá trời thơm, mùi xả đúng thơm luôn. Quá thơm luôn. Mùi chanh nữa. Quá trời ngon. Hôm nay quấn lại đúng không? Ừ. Chất cả mùi cũng như chất nó ủ lại trong đó. Vị cá rất là ngọt. Ngon quá. Lấy bánh mì chấm cái sốt này. Lên lấy dần. Miếng chanh nó tan, nó chua chua, quá đã luôn á. Sốt ngon em. Ngon nha. Cá thì ít mà gia vị nhiều quá. Cây cối nó nhiều quá hả? Đúng rồi. Nhưng mà cảm giác nó thơm quá ha. Thơm quá, rất thơm. Thơm kinh khủng hết luôn. Thơm. Nó ngọt ngọt, nó dễ chịu ghê luôn á. Tính ra là ngày hôm nay là sức khỏe không? Dạ. Hồi trưa là mình đi ngâm chân, thấy không? Đào thải độc tố trong cơ thể ra ngoài. Bây giờ mình ăn thảo mộc để thanh lọc cơ thể nữa. Chính xác. Quá không giờ? Hết luôn rồi. Hết luôn rồi. Cảm thấy hết luôn rồi. Đúng rồi. Rồi giờ hết rồi mới tới lượt món em. Vô nè. Vô. Vô. Mời. Mời. Xin mời, sức khỏe. Dạ, xin mời ạ. Rồi, thử món em đi. Thử món em đi hả? Dạ, thử cái món của em. Tại sao em lại quyết định chọn món này vậy Lộc? Tại vì em rất là thích ăn rau củ quả. Cá ở đây á nó rất là tươi nên mình tận dụng luôn. Thường á là em ở nhà em sẽ trộn với trứng gà này kia thôi. Nhưng mà ở đây cá mè rất là ngon. Đúng rồi, ở đây cá mè nuôi rất là sạch luôn á. Dạ. Bình thường á những cái salad này mình sẽ làm cá biển. Dạ. Mà được cá sông nó cũng hơi tanh. Hơi tanh đúng rồi. Nhưng mà cái hồ nước này là một cái hồ nước nhân tạo và được mọi người gọi là giữ gìn. Giữ gìn. Đúng nó rồi. Rất là sạch cho nên con cá nó cũng rất là sạch. À, em thấy không? Khi mà bắt được con cá nhỏ là người dân ra tao lấy tay nhỏ tao thả xuống lại. Xuống lại chứ người ta không có bắt. Giờ đầu tiên mình sẽ trộn lên cho nó thấm đều nha. Anh thắc mắc hoài. Sao ạ?
cái chip kia để làm cái gì ta? Cái nào anh? Cái khoai tây á. À rồi. Vậy nè, là mình sẽ dùng cái này đúng không? Ừ. Mình múc vô đây mình ăn. Nước sốt này, nước sốt này. Nước sốt này thì nếu mình ăn đậm đà thì mình chan thêm. Ờ. À. Vậy là không, mình sẽ rưới, mình múc lên xong mình rưới nhẹ lên trên. Em làm cho anh một miếng tình yêu được. Okay. Tình yêu. Tình yêu nha. Mỗi số một cô. Tình yêu nó có nhiều dạng tình yêu, đâu phải tình yêu lúc nào cũng là trai gái yêu nhau anh. Tình yêu cha con, tình yêu anh em, tình yêu đồng bào, đồng chí nhiều lắm. Trời ơi, làm cái miếng này là ngon xuất sắc luôn. Từ từ em đợi cái miếng của em ăn không phải đó. Biết sao em phải lựa đủ hết thập cẩm thì ăn nó mới vừa miệng. Thì tụt mút trước của em. Thôi cái em múc đại lên cái miếng này nó ngon hơn không? Thôi nè, tôi múc đại mà 3-4 miếng cá luôn không? Thôi bây giờ mình thử thách đi nữa một miếng như vậy. Nhưng mà phải bỏ dừa vô cái họng của mình, không được cắn hai cắn. Khoan từ từ nha. Em cho em bỏ bớt ra được không ạ? Không được à. 3, 2. À, anh chấp tụi em cho anh 3 miếng được không? Anh nhét một lúc 3 miếng vô đi. Một miếng trước đi rồi mình tăng đô lên sau. 3, 2, 1. Không được cười hết ăn. Ngon quá. Đúng rồi. Khi hoàng hôn vừa lặn thì cảnh sắc huyền ảo lung linh của buổi đêm hiện lên, hòa cùng bản tình ca làm say đắm tâm hồn của những người lữ khách. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, ơi. Em muốn nói em yêu anh. Ý tưởng dùng khi mẹ em còn trong hơi thở của lòng ấy. Lại gần hôn anh đi, đi ơi. Khi con tim không còn trên đầu, thấy mày mơ em hơi hơi. Em nói em say tiếng đàn, hãy lại gần hôn anh đi, lại gần hôn anh. Em sẽ đến mặt trời, lại gần hôn anh. Anh em để anh chơi vơi, giờ chỉ còn đôi ta. Kia là núi hay là nhà? Giờ chỉ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa? Đi không? Ta chỉ sống một lần trên đời. Xem nhạc gì? Xin nghĩ lắm chị em ơi, bao nhiêu yêu thương trên đời. Hát em. Yêu điểm khúc nào? Đầy vị ngọt trên đôi môi, lại gần hôn anh sẽ đến mặt trời. Hôn anh, hãy em để anh chơi vơi. Giờ chỉ còn đôi ta. Ý lẽ. Em làm lại phút nào. Dạ. Giờ chỉ còn đôi ta. Ý lẽ. Đò ơi, đò, chở tôi về đất liền đi đò ơi. Giờ không có đò đâu, bơi đi. Thôi, vui quá rồi. Dạ. Em Lộc ơi. Dạ. Con, là đầu tiên mà em đi cắm trại với trai lạ như vậy thì cảm xúc em như thế nào? Đâu lạ lắm đâu. Không, ý là ngày xưa thật sự là từng thích Lộc. Thích dạ. Một cô gái mà gọi là dễ thương. Dạ. Tính tình gọi là thẳng tính một xíu. Dạ. Nhưng mà bên trong đó là thật. Rồi tiếc anh đâu có gia đình đó đi. Quỳnh ghét em luôn tới không giờ. Ghét đó là dễ thương mà. Ừ. Quỳnh nói là tính em dễ thương thì sáng anh nói rồi mà gu anh là gu này là coi như là đẻ ra là con là thì đó miệng... cái miệng đó. Ừ. Cái miệng hố đen vũ trụ đó. Không mà cũng hên. Dạ. Ừ. Đâu khó đâu, nhiều khi á nồi nào úp dung nấy thì sao được. Thì ngày hôm nay cảm giác của em như thế nào khi đi chơi với hai anh cũng như là trải nghiệm ngày rất là thú vị. Đầu tiên là phải xin gửi lời cảm ơn đến hai anh. Ừ. Đây là lần đầu tiên em được đến với Hồ Phú Ninh. Ừ. À, mình không có nghĩ là mình được ngắm cái khung cảnh nó đẹp và nó hùng vĩ đến như vậy. À, và bên cạnh đó là mình được tham gia các trò chơi nè, rồi được đi đến những cái con hòn đảo nè, rồi đến cái đảo khỉ nữa. Ấn tượng nhất là đảo khỉ, tại vì tới đảo khỉ này mấy bạn rất là hiền, rất thân thiện, rất thân thiện, cho gì là ăn cái nấy, văn minh, đúng rồi. Nhiều khi mình hòa nhập được với bạn luôn. À. Hòa nhập luôn, em hòa nhập được với mình, bị cuốn theo dòng sống. Dạ. Dễ thương. Dạ. Rồi. Nhưng mà anh nói nghe nè. Dạ. Không phải mình em được lần đầu tiên đến đây đâu. À. Của anh vậy. Ờ vậy hả? Chương trình này á, đường cái là tụi anh đi đến toàn những chỗ mà gần như là đều là đầu tiên. À. Hoặc là thử những cái món đầu tiên. Ừ. Ngủ kiểu đầu tiên luôn. À, vậy hả? Mà giống như là mọi người chịu khó đi tìm những cái bối cảnh, những cái chỗ mà
ít người đến. Dạ. Hoặc là chưa giống như mình được chưa biết đến khai phá đầu tiên. Dạ đúng rồi. Coi như là mọi người coi chương trình này xong á là mọi người sẽ biết được thêm nhiều điểm đến. Dạ đúng rồi. Nhiều món ăn. Không nhưng mà mình đến đây cái mình thấy cái hồ á là nó là hồ nhân tạo là do bà con mình đào không á, thấy được cái sức mạnh của bà con. Nghe em nổi da gà đúng không? Ngày hôm nay cảm ơn Lộc đã tham gia chương trình. Cũng như là chơi hết mình từ anh, như là cháy hết mình, làn da nó hơi đen, hơi đen đúng không? Dạ, nhưng mà không sao, vẫn còn đẹp, vẫn còn xinh. Mà chưa nói nữa. Gì nữa? Cái vụ chèo ca giác. Là sao? Lần đầu tiên chèo luôn. Lần đầu tiên chèo. Trời, vui. Vui hả? Quý vị ơi, chúng tôi sẽ còn rất nhiều cuộc hành trình tuyệt vời, đặc sắc và không kém phần thú vị. Mọi người đừng bỏ lỡ một tập nào nhé. Và bây giờ thời lượng cũng đã hết rồi. Bảo Lâm. Xong luôn. Lê Lộc. Xin chào và hẹn gặp lại. Chỗ này là của em nha, anh giúp Lâm vô kia ngủ. Ủa? Xin chào Phú Ninh và chờ đón hành trình tiếp theo cùng Luân Sáu Muối, Lâm Nam Đô và Đèn Xinh Đẹp nhé. Bye. Nghe rồi đi thôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần sau lúc 21 giờ thứ bảy trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Dote Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.